Nó lội lên. Họ nhổ lên cái mùi cà gót nồng luôn á các bạn. Thơm. Thơm nồng luôn. Cà gót tí hon. Hôm nay mình đi ra vườn thu hoạch cà gót các bạn. Không biết còn được mấy củ nữa. Giờ mình thu hoạch thì giờ mình nấu ăn cho tụi nhỏ. Cà gót của mình nó không có bự người ta cũng không được thẳng gan. Tại đất này nó không được xốp á. Mẹ đã nhổ củ cà gót rồi. Cái gì anh cầm đi. Đem gỗ lên đây cho mẹ ơi. Đem gỗ lên đây cho mẹ. Tối ngày đi hái hoa hoài vậy. Con trai mình đi hái hoa hoài vậy. Cầm cái cây này nè. Cầm trên đây nè. Cho Isi. Anh cầm anh sẽ dơ kìa. Isi là. Ê tu. Ê chăng. Mẹ đo là bao nhiêu ạ? Rồi. Vừa đi vừa cầm hoa kìa. Con trai mà tối ngày đi kiếm hoa không à. Rồi chưa, đem lại đây mẹ, đem gỗ lại đây. Rồi cầm gỗ đem lại đây. Xách hai tay ra ngoài, xách tay coi chừng gớt á. Cầm cái gỗ đi tướng rồi. Rồi đẩy đất mẹ đi. Rồi giỏi, cảm ơn Kiki. Mình còn ít thì mình nhổ hết luôn các bạn. Bữa nay mình vô mình nấu nấu đồ Tây cho tụi nhỏ ăn. Củ này sao nó tự nhiên nó lồi lên cái này bị đỏ ở trên này. Củ này bị con gì nó ăn hay gì nó nứt kìa. Mình nhổ hết luôn. Cà gót tí hon. Tức kêu là cà gót tí hon. Oui. Blanti. Maman n'est pas planté. Maman est gay conté. Nè, đây là anh lớn. Anh lớn đi ra vườn mà đem con gấu ra chi vậy? Đi ra vườn đem gấu ra chi? Chơi ừ, đi chơi đi. Chơi đi em. À, anh Tâm không à? Ôi, đứt luôn. Ôi. Bên kia nhổ các bạn ơi. Đây khó nhổ quá. Ở đây khó nhổ. Rồi hai khu này coi.
Này coi bự không? Hay hết luôn các bạn. Cho ra trống mình kiếm khác mình trồng. Cà gót trồng cũng lâu ăn. Củ này bự hơn xíu nè các bạn. Chỗ nào đắt xốp thì củ nó sẽ bự hơn. Đó các bạn thấy không? Ui, củ này bự nè. Nè. Bên đây. Còn đường cũ nữa. Cái cũ này mắc cười. Đi qua đây mình hái trái mâm sao đen cho các bạn xem ha. Nhà mình cũng có, mình có một cây một thôi các bạn. Có ít. Trái này ăn chua lắm đó các bạn. Nó không có ngọt nổi giống như trái mâm sao đỏ. Màu đen nó chua. Hái chút xíu được mấy trái rồi. Bên kia nữa kìa. Bên kia còn mấy trái. Lại tiếp tục hái đậu nữa các bạn. Đậu này có hoài luôn á. Này mà hái bằng kéo thì dễ hơn. Và hả mình hái bằng tay á, cái nó bị hư luôn cái trái còn lại á các bạn. Mà một mình quay thì sao mà hái được. Bằng kéo. Nó tự ngắt vậy thôi. Cái trái nào bự mình ngắt các bạn. Ôi, đứt luôn. Nhìn đã kìa. Rồi đi hái dâu tây, có dâu tây chín nè. Oui. En même temps, tu ramènes la disqueuse, Nicolas. Là đây mình hái. Đây, đây có trái rồi. Út, trời trời, chút xíu rớt rồi. Ngày nào cũng có dâu ăn cả. Rồi hôm nay mình thu hoạch được đậu nè các bạn. Rồi cà gót nha. Cà gót thì nhiều lắm. Rồi salad. Một vài trái dâu tây. Rồi ở bên đây thì mình có mâm xôi đen nè.
một ít rau quế với escargot. Escargot là dạng như salad mà nó hơi có nhẵn nhẵn, bị nhẵn các bạn. Đó, rồi hôm nay mình thu hoạch được nhiều đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Đây, giờ mình vô mình rửa cà rốt này. Rồi salad đang ngâm rửa nè các bạn. Rồi đem nguyên một bó đậu mình hái ngoài vườn nè. Mình bó thành bó xong mình bỏ tủ lạnh để qua ngày khác mình ăn á. Nếu không hái nó bị già. Đó, bó nó bự ghê không các bạn. Bó này bự hơn so với ngoài chợ siêu thị bán nha. Bó này như vậy mà cũng mấy đồng á các bạn. Nhìn đã. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa mấy cái trái này ăn các bạn. Trái này ăn với muối thì được, ăn không chua lắm nè. Rồi mấy cái cải này mình sẽ rửa rồi mình nấu đồ ăn hay xào cái gì đó. Còn này là rau quế của mình nè. Thơm lắm. Nhưng mà để ít tưới nước cho nên cái lá nó không được đẹp, không được xanh lắm các bạn. Tại vì mình sợ hao nước nên ít tưới. Nhưng mà lên cũng ok, tốt lắm. Rồi, bây giờ mình nấu ăn nha các bạn. Hẹn các bạn video kỳ sau nha. Mình đi hái rau tiếp.